Xa nhà nhìn xuống dưới nó ấy nhỉ, sâu thẳm nhỉ. Chị em ăn sớm chưa? Mà sớm thế. Ăn rồi. Chào toàn thể mọi người nhé. Đây là cổng trời này. Cổng trời Đà Lạt đấy. Sợ thế. Đi nhìn những cái đá này đó này. Đây là cổng trời. Cổng trời Đà Lạt. Đấy. Nhìn xuống đây rồi. Sợ không? Cao không cơ chứ. Hello Cẩm nhá. Cao quá. Độ cao. Hello cháu Hương Hưng nhá. Đấy, cô đang lên trên cổng trời đây này. Cổng trời Đà Lạt đây. Đấy. Sợ lắm, nó cao lắm, độ cao nhìn hay lắm. Đẹp lắm, như mà cô hái độ cao lắm. Bố mày cứ đi lăng nhăng hết chỗ kia, chỗ ra tận đằng kia rồi kìa. Đấy, tít 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 đằng kia. Hái lắm, cao lắm. Cô cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn Hương Hưng nhá. Đấy, nhìn xuống dưới này. Đấy, sợ không? Cao lắm, chóng mặt lắm. Đấy, cổng trời đây. Đúng là người điện thoại đây.